Việt Nam lừa danh trang sử xanh linh thiêng hồn sông núi từ trong lòng miền Đông hòa giai điệu lòng đất âm vang trường xa âm vang trường xa rất là nôn nao và xúc động. Cái điều quan trọng là được thăm lại lối cũ đường xưa, đồng đội còn nằm đó và đồng đội đã nằm ở nghĩa trang. Tôi muốn là giữ và truyền lửa lại cho các bạn nghệ sĩ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có một cái niềm khát vọng lớn lao làm cho cái văn học nghệ thuật của chúng ta phát triển hơn nhiều. Qua cái chuyến đi này chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm để hướng tới 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta biết ơn những người chiến sĩ đã ngã xuống. Tự hào các nghệ sĩ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Âm vang trường sa, âm vang.